Du lịch là thế mạnh vốn có của Đà Lạt, với nhiều điểm đến phục vụ du khách. Không những thế, đây cũng là nơi hội tụ của nhiều món ăn ngon, đặc sắc, được người dân từ các vùng miền khác nhau đem đến khi sinh sống và lập nghiệp tại thành phố này. Và một trong những món ăn được chế biến phù hợp với hương vị ẩm thực của phố núi là bánh ướt lòng gà. Không giống như món bánh ướt ở những nơi khác, thường ăn kèm với chả. Bánh ướt lòng gà Đà Lạt là sự kết hợp vị dẻo mềm của bánh, lòng gà thơm ngon, rau thơm của Đà Lạt và một ít nước chấm chua chua ngọt ngọt. Đây là một món ăn mà cả du khách và người dân Đà Lạt đều ưa thích. Chính hương vị độc đáo của bánh đã đưa món ăn vào danh sách top 100 món ăn đặc sản tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 2011-2016 do Hội Kỷ lục gia Việt Nam bình chọn. Và Lâm Đồng vinh dự có hai món ăn đặc sản là canh atiso hầm giò heo và bánh ướt lòng gà. Thế trước tiên là bánh ướt mình phải mềm và có độ hơi dẻo một tí. Rồi kèm theo đó là sự kết hợp với lại thêm bánh ít ram, ít trần của mình. Nó có cái độ giòn thì nó tạo ra cho hương vị mình ăn nó thêm là ngon miệng hơn. Rồi còn gà thì của chị thì chị gà thì nó phải hơi dai một tí. Rồi coi như thêm là coi như những món lòng, chị lấy những cái lòng mà như là tim, lưỡi hoặc bao tử. Nó ngon, chị không có làm gan hay cái gì đó. Rồi chị chỉ trộn là thêm thành phần là tiêu, muối với lại dầu ăn thôi. Đó, cho nên là với lại ăn kèm nước mắm chua ngọt. Đó, thì cái món của mình nó sẽ không có nhiều dầu mỡ. Cho nên là những cái người mà lớn tuổi họ cũng có thể là ăn được. Có nhiều khi chị cũng muốn đi về Sài Gòn, chị muốn mở. Nhưng mà nhiều khi cái thực phẩm nó không như Đà Lạt mình. Cái bánh ướt nó không như đây, chứ còn gà, đồ lòng gì ở đâu nó cũng không phú quá, nó cũng có hết. Đó, cho nên đó là tôi thấy cái bánh ướt của mình thì nó khác hơn những vùng miền khác. Cho nên là chị cũng xứng đáng. Thì chị cảm thấy coi như là mình một phần cũng phấn khởi, một phần thì cảm thấy cũng vui. Đó, tại vì cái món của mình làm ra mà được nhiều người ủng hộ và được như vậy thì chị cũng vui lắm. Bánh ướt lòng gà là một món ăn bình dân và dường như không một người dân Đà Lạt nào không biết đến món ăn này. Bạn có thể ghé qua con dốc Tăng Bạc Hổ hay Phan Đình Phùng, Thâm Tiên Học là những nơi bán món ăn này tại Đà Lạt. Mình đầu tiên đến đây mình rất là vui được đến với thành phố Đà Lạt. Mình được món ăn này mình tìm hiểu ở trên mạng, ở trên Google. Vị nó rất là ngon, nước từ bánh ướt thì nước chấm hoặc là nước trộn nó rồi các thứ gia vị nó được trộn một cách rất là hòa quyện, có một cái hương vị đặc trưng của bánh ướt. Hy vọng là mọi người sẽ biết đến nhiều món ăn này hơn. Em ở Sài Gòn lên và em thấy review của cái món này ở Đà Lạt rất là nhiều người thích. Thì em cũng vô đây em ăn thử lần đầu tiên, cảm thấy rất ngon mà lạ miệng lắm. Hai chị em cho mình hai tô lớn. Rất là ngon. Thì món ăn này mà trở thành món ăn của đặc sản ở Việt Nam, mà nhất là khu vực Lâm Đồng, Đà Lạt này thì rất là ok. Việc tuyển chọn, xét duyệt và quảng bá top 100 ẩm thực đặc sản nổi tiếng ở 63 tỉnh thành trong cả nước tiêu biểu nhất của Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với đông đảo bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam nói chung cũng như ngành du lịch Đà Lạt nói riêng. Chỉ mới 7 giờ sáng, tại tiệm thuốc Nhân Hòa, chợ Đà Lạt, đã có